Lý do đua xe F1 cân nặng không quá 74kg. Các tay đua công thức 1 cần giữ mức cân nặng 73-74kg, bởi mỗi 1kg thêm vào khiến chiếc xe di chuyển chậm lại, ảnh hưởng đến thành tích đội đua. Trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ hè, tay đua công thức 1, F1 Lewis Hamilton tâm sự nỗi lo về cân nặng. Tôi đã ăn quá nhiều, đáng lẽ tôi cần giữ trọng lượng khoảng 73-74kg, nhưng tôi đã gần 77kg. Vì vậy, Tôi thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt trong những ngày qua, anh nói, trong 5 ngày, Hamilton đặt mục tiêu giảm ít nhất 3 kg. Thực tế, giữ mức cân hợp lý cũng là một trong những yêu cầu nghiêm ngặt của những tay đua F1, thêm trọng lượng sẽ khiến chiếc xe đua chạy chậm lại, vì vậy các đội đua muốn người ngồi sau tay lái càng nhẹ càng tốt. Cân nặng tối thiểu dành cho các tay đua là 80 kg, bao gồm thiết bị bảo hộ họ mang trên người khoảng 7 kg. Điều này có nghĩa mức cân tối thiểu thực tế của họ là khoảng 73 kg, chỉ 1 kg chỉ 1 kg cũng tạo sự khác biệt lớn trong các cuộc đua. 10 kg nhiên liệu khiến chiếc xe bị chậm lại khoảng 3 phần 10 giây mỗi vòng đua, nếu tay đua thừa 1 kg họ chậm tới 2 giây. Vì vậy, cân nặng rất quan trọng, Hè Mô Tình giải thích, yêu cầu cân nặng tạo ra giới hạn cơ bắp của các tay đua, họ cần ý thức được cơ bắp tác động thế nào đến hiệu suất chiếc xe. Hamilton cho biết anh cần sở hữu một cơ thể thông gọn. Các bài tập được thiết kế để giữ trọng tâm cơ thể càng thấp càng tốt. Bạn phải có cơ cốt lõi cực ổn định, bạn không thể to lớn và đầu sổ. Nếu có cơ bắp ở vai, trọng tâm của tôi quá cao, theo chiều dọc. Điều này không tốt, vì vậy tôi tập Woods rất nhiều để chuyển cân nặng xuống phần mông, thân dưới, anh chia sẻ. Trước khi F1 nâng trọng lượng tối thiểu vào năm 2019, nhiều tay đua gặp vấn đề trong việc kiểm soát cân nặng. Đầu năm nay, Valtteri Bottas, tay đua hạng Alfa Romeo, đồng đội cũ của Hamilton, chia sẻ anh từng bị chứng rối loạn ăn uống vì muốn duy trì mức cân 68kg. Tôi tập luyện, chịu đựng nỗi đau về cả thể chất và tinh thần, nó vượt quá tầm kiểm soát và trở thành cơn nghiện. Anh nói, cho biết chỉ ăn bông cải xanh hấp giữa các buổi tập kéo dài, anh phải giấu chế độ ăn này với đồng đội, nó không hề tốt đẹp, tôi muốn trở thành người giỏi nhất, tôi nghĩ mình cần làm điều đó. Nếu tôi nặng 73kg trong khi yêu cầu của đội là 68kg, tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được mức cân đó. Anh nói, quá trình giảm cân thậm chí khó khăn hơn với những tay đua có chiều cao hơn mức trung bình. Chẳng hạn Alex Abon, 1,87m, Nico Hulkenberg, 1,82m. Hulkenberg được coi là không đủ tiêu chuẩn ngồi vào ghế lái của McLaren vì cơ thể quá cao. Những tay đua nặng ký hơn ít hấp dẫn đối với nhà tài trợ. Điều này hoàn toàn là tình cờ. Chúng ta đã tăng trọng lượng tối thiểu, nhưng hệ thống dẫn động mới nặng hơn trước đây. Người lái nặng cân hơn có thể gặp bất lợi, giám đốc điều hành của McLaren, Martin Hitma, cho biết vào năm 2013.